Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nâng cấp RAM và thay nâng cấp cái ổ cứng. Ổ cứng SSD cho cái laptop này ha. Ở đây ổ cứng SSD. Thì đối với cái máy tính này có hai cách nâng cấp. Một là mình tháo ổ cứng HDD trên máy tính này đi và mình sẽ gắn ổ SSD này vào. Phương pháp thứ hai, mình vẫn giữ cái HDD cũ và mình sẽ gắn ổ SSD vào bằng cái khe cắm thông qua cái cổng cái ổ CD này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Thì đối với máy này mình sẽ tháo cái bàn phím ra ha. Rồi, tắt bàn phím ra. Rồi, đây bàn phím ha, mình tắt ra. Rồi, tiếp theo mình sẽ tháo cái CD này ra. Tùy vào mỗi máy ha, có một số máy tháo CD như vậy hơn. Máy này phải tách bàn phím ra mới tháo CD được. Rồi mình sẽ tháo CD này ra. Rồi đây là cái CD của cái này là theo máy ha. Bây giờ mình sẽ, ở ngoài thị trường nó có bán một cái dock chuyển ha, cũng là CD giống vậy luôn, mà gắn vào cái ổ cứng này, gắn vào đây. Thì các bạn lưu ý là ở đây, ở ngoài thị trường nó có hai loại, loại dày và loại mỏng. Loại này là loại dày, loại loại mỏng này. Vậy thì mình qua thử cái CD của mình nó là dày hay là mỏng. Nếu nó CD mình dày thì mình phải gắn cái dock dày. Rồi, vậy thì mình nhìn ở đây cái CD mình là dày nhé. Cái bề ngang này nó dày này. Có loại nó mỏng hơn. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Đây mình sẽ đưa ví dụ cho các bạn coi này, dễ hình dung. Được chưa? Đây là cái CD của mình, dock dày. Đây là cái dock chuyển mỏng. Hai cái này gắn nhau không được ha. Mình phải mua cái loại dày hơn mới gắn được. Thì những cái CD mà đời cũ thì nó sẽ mỏng, còn những cái máy mà laptop đời mới thì nó sẽ dày. Xin lỗi, CD đời cũ thì nó mới dày, còn những cái laptop đời mới là nó sẽ mỏng ha. Cho nên các bạn lưu ý là khi mình nâng cấp thì những cái máy nào mà mình thấy đời cũ ha, giống như con này i3 nhưng mà i3 thế hệ thứ hai thì nó vẫn xài là xài dock dày. Đây, dock dày. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn cái ổ SSD. Đây là cái ổ SSD ha, 240GB của Kingston, FPT phân phối ha. Bảo hành 3 năm. Rồi mình sẽ gắn cái ổ SSD này vô. Rồi sau đó các bạn sẽ bắt mấy cái vít vô đây. Vít này nó cho sẵn đi theo của mình ha. Cho nên mình trong cái bao, cái bộ, cái dock này nó sẽ có sẵn luôn. Mình chỉ có việc là lấy ra và sử dụng thôi. Rồi. Rồi sau khi mình gắn cái vô rồi thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ gắn cái CD vô. Thì các bạn lưu ý ở đây mình có cái mặt nạ này. Thấy không? Mình sẽ gỡ cái mặt nạ này ra, mình sẽ gắn cái mặt nạ này vô đây. Thì nó xem như mình nhìn vô thì nó không có CD này, không có thay đổi gì hết ha. Rồi. Mình sẽ lấy ra cái kim nào đó nhọn nhọn, mình mới chọt vô cái lỗ này để đẩy cái CD này ra. Rồi, ok. Rồi, làm web kinh doanh trong 5 ngày. Wow, WordPress. Mình chắc lâu lắm rồi đấy. Rồi cái CD này sẽ tháo bỏ nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái mặt nạ ra để mình lấy lại cái mặt nạ.
này tháo cẩn thận chút nha, nó rất là dễ gãy. Mình có thể là mình không xài cái mặt nạ này cũng được. Rồi đây là cái mặt nạ ha, mình đã tháo ra rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vô đây. Gắn vô đây nè. Bây giờ mình thử mình gắn cái này vô, thử coi thử là nó như thế nào ha. Nó hơi lõm vô ha, cứ tháo mặt nạ. Rồi. Rồi tiếp theo ta gắn vô ha, mình gắn vô ngay. Rồi, đẩy sát chút nha, đẩy sát chút nha. Rồi. Rồi, luôn tiền máy này nâng RAM ha, nâng thêm 2GB nữa. Sẽ gắn vào. Ok. Rồi. Vậy là mình mới hướng dẫn cho các bạn cách nâng cấp, nghĩa là gắn thêm cái ổ cứng cho máy laptop. Mình sẽ gắn cái ổ cứng SSD thì mục đích nó là giúp cho mình máy tính mình nó chạy nhanh hơn, tại vì tốc độ SSD nó nhanh hơn 5 lần so với ổ cứng thường ha, cho nên truy xuất dữ liệu nhanh hơn và đọc nhanh hơn. Rồi còn ổ CD này làm gì dục thôi, bây giờ đâu có ai xài nó đâu. Rồi mình sẽ lấy bằng phím gắn lại, bằng phím đọc. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài win trên máy này. Clip hướng dẫn các bạn cách thay ổ cứng SSD trên laptop. Đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.